Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ thành công. Tình huống ném sau đó thì những bài đánh 1-1 như này thì chắc chắn là sẽ có thể tạo ra được rất nhiều cách phòng. Tình huống mất bóng liên tiếp đến từ các cầu thủ của Singapore và vừa rồi thì dưới rổ, trong khi bên phía của Malaysia họ sử dụng bài đánh liên phòng. Tình huống chuyển ra chống chạy của tình huống ném 3 điểm. Bóng đi đẹp dành cho cầu thủ Singapore, nhưng hiện giờ họ vẫn tiếp tục cố gắng muốn khoan vào khu vực dưới rổ. Tình huống chuyền vào lên rổ vẫn chưa thành công, dẫu vậy là vẫn có điểm dành cho cầu thủ mang áo số 1. Một khởi đầu tương đối ổn đến từ các cầu thủ Malaysia thì hiện giờ họ đã có một chút trước lại. Dẫu vậy thì khi tôi tình huống tiếp tục dồn bóng dành cho Genji, yếu tố lợi thế mặt thể lực. Tình huống đến 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho cầu thủ mang áo số 1. Tình huống đến 3 điểm có yếu tố dựa bảng. Xoay người lên rổ, chưa có điểm dành cho God. Dẫu vậy Singapore vẫn còn bóng và trọng bóng, thậm chí còn bị block. Thủ phòng ngự rất hay đến từ Malaysia, nhưng để bị mất bóng rồi. God với một tình huống lên rổ và có điểm dành cho God. Chưa có một điểm số nào, trong khi Leung Huyết là một cầu thủ có khả năng tạo đột biến cũng như cái điểm rất hiệu quả. Nhưng vừa rồi là một tình huống chạy cắt. Nội dung bóng rổ nam 5 năm tại kỳ SEA Games 31 đang diễn ra thì trận thi đấu huyện Thanh Trì. Trận đấu đầu tiên thì khoảng cách là 3 điểm dành cho Malaysia. Trận đấu của chúng ta rất may mắn đã quay trở lại sau quãng thời gian ban tổ chức cần phải kiểm tra lại bảng điểm khi mà gặp một sự cố. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể nhìn thấy bảng điểm. Tình huống đến 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho Malaysia. Người vừa có tình huống ghi điểm vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 27 đội trưởng Trung Hồng, Thinh Trung Hồng. Và tình huống phản công, tiếp tục là Thinh Trung Hồng, tình huống chuyền vào và có điểm thành công dành cho Malaysia. Chưa thấy cầu thủ mang áo số 10 của đội tuyển Singapore được đưa bóng nhiều. Vừa rồi tình huống lên rổ số 14 Goff của Singapore, tình huống chuyền rót và có điểm thành công sau pha chạy cắt vừa rồi. Như vậy bên phía của đội tuyển Singapore thực tế họ không làm tốt được, trong khi bên phía của Singapore chỉ thành công 8/23 lần tấn công mà thôi. Một tình huống floater lên rổ ở khoảng cách ở vị trí đánh hậu vệ dẫn bóng và anh có thiên hướng giặt ngoài rất nhiều. Và chính xác là 23-31 thưa quý vị và các bạn. Trung thành với lối chơi ở khu vực dưới rổ đến như thế, khi họ có một cầu thủ có khả năng ném 3 điểm cực kỳ tốt, Cốc Hồ rất chống chảy. Nhưng mà có thể thấy lối chơi của Malaysia cho họ rất nhiều 99 tình huống tấn công thành công. Tình huống lên rổ và có N1. Rất nhiều những tình huống đánh ở khu vực dưới rổ, rất khó hiểu rằng trong đội hình của Singapore có cầu thủ 29 chưa thể tấn công được đến từ phía của Singapore. Đây là cú ném 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho Singapore. Cách 9 điểm. Và thời gian thi đấu của chúng ta là còn 8 phút 14 giây. Tình huống lên rổ với một pha nhấc trụ là phạm luật chạy bước và yếu tố để chân xuống mặt đất. Vậy thì các cầu thủ của Malaysia vẫn chưa tạo ra được không gian đủ lớn. Cú ném 2 điểm, bóng đi vào rổ rồi. Có thể ném 3 điểm, nhưng đây là đột phá để mất bóng rồi. Dẫu vậy là vẫn còn 2 giây trong đợt tấn công này. Dẫu vậy là có 3 điểm. Đã chứng tỏ rằng khả năng phòng ngự của Malaysia là tốt như thế nào. Một tình huống tấn công cận rổ hiệu quả đến từ Lavin. Cầu thủ giờ Leung Huyết đang được dồn bóng khá nhiều. Lavin xoay người, tiếp tục là những tình huống tấn công hiệu quả đến từ Lavin. Lavin ở trong những tình huống trước đó vừa tình huống lên rổ và có điểm dành cho Leung Huyết. Hội ý vừa rồi của huấn luyện viên Malaysia đã tỏ ra được hiệu quả khi Lavin cầm bóng. Thì Trung Hồng của tình huống chuyền lên rổ và có điểm dành cho Malaysia. Tại cần chiến thắng trong ngày hôm nay. Russlow lên rổ nhẹ nhàng dành cho Russlow. Singapore vẫn nỗ lực để có thể thu ngắn khoảng cách, nhưng bên phía của Malaysia với chống trả nhiều quá. Và bởi vì chống trả như Malaysia hiện giờ đang thi đấu một bài đánh liên phòng, ném tầm trung, bóng chưa đi vào rổ dành cho Malaysia. Dẫu vậy là chính xác hơn, trọng tài đã không đồng ý và
đã thổi lỗi và trọng tài xác định tình huống có cần những tình huống ném 3 điểm, trong khi đội trưởng của họ Lê Hồng Khuếch lại chưa thể hiện được nhiều trên vạch 3 điểm. Và vừa rồi tình huống ném 3 điểm và cũng như là các cầu thủ của Singapore họ lại rất thích dồn vào khu vực dưới rổ. Tình huống chuyền vào có điểm dành cho cầu thủ Quỳnh Hoàng Chóc. 49-60, xoay người có một tình huống lên rổ bằng tay trái và lại là cơ hội, nhiều cơ hội là khác, nhưng đây là cướp bóng và đây là phản công. Liệu có đan rổ không? Có đan rổ dành cho cầu thủ, phạt bóng mà thôi. Ngày hôm nay thực sự là một ngày thi đấu mờ nhạt của đội trưởng Lê Hồng Khuếch. Tình huống lên rổ áp bên ăn của anh thậm chí còn không thể nhìn được trái bóng, cướp được bóng, phản công, tình huống lên rổ tiếp theo lại là có điểm. Lê Hồng Khuếch cần phải cụ thể hơn đến từ các bài đánh của Singapore. Tình huống lên rổ bằng tay trái và có điểm dành cho cầu thủ. Tình huống đột phá chưa thể đánh được đến từ Malaysia. Dẫu vậy thì cầu càng nhiều thời gian càng tốt. Đột phá lên rổ và có điểm thành công dành cho Malaysia. Bên phía của đội tuyển Malaysia có hai cầu thủ thi đấu 30 phút. Bên phía của Singapore, hiện Singapore không đánh tấn công vào khu vực dưới rổ quá sớm từ hai hiệp đấu đầu tiên. Khi thể lực của Lê Hồng Khuếch vẫn còn thì cơ may là vẫn có thể. Tình huống ném tầm trung và có điểm thành công. Đấu sẽ kết thúc và sẽ để đồng hồ giây chạy hết thôi. Có một chút cầy điểm đến từ Lê Hồng Khuếch. Và sau khi cập nhật